Quý Yên xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin giáo phận Hà Tĩnh Phái đoàn giáo phận Hà Tĩnh đến chào Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, vào lúc 17 giờ 30 thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021, phái đoàn của giáo phận Hà Tĩnh đã tới tòa tổng giám mục Sài Gòn để kính chào Đức giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn sau khi tòa thánh bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh. Phái đoàn gồm có một linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, phó chủ tịch hội đồng linh mục; 2. linh mục Faro Bùi Đình Cao, giám đốc tiểu chủng viện Thánh Joan Phaolô II. 3. Linh mục Phaero Nguyễn Đoài, trưởng ấn, đại diện tư pháp. 4. Linh mục Du Xe Phan Đình Trung, quản lý giáo phận. 5. Nữ tu Maria Phùng Thị Lụa, dòng mến thánh giá. 6. Ông Du Xe Lê Doãn Hải, giáo dân. Tiếp đoán phái đoàn giáo phận Hà Tĩnh tại phòng khách tòa tổng giáo mục có đức tổng giáo mục Du Xe Nguyễn Năng, đức giáo mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, linh mục Phaero Kiều Công Tùng, linh mục Doan Bùi Thái Sơn, và linh mục Du Xe Nguyễn Duy Khương. Sau phần chào hỏi và giới thiệu, Đức Giám mục Louis cho biết lễ nhậm chức dự định tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2021. Ngài sẽ liên lạc với Đức Giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp để lên chương trình chi tiết chính xác hơn. Tin Đan viện Các Minh Sài Gòn Đan viện Các Minh Sài Gòn kỷ niệm 160 năm hiện diện trên đất Việt Ngôn ngữ của Thánh Du Xe là sự thinh lặng. Đức Hồng Y Phaero Nguyễn Văn Nhân đã kết thúc như trên khi Ngài Chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 160 năm đen viện các minh hiện diện trên đất Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng thứ sáu ngày 19 tháng 3 năm 2021. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Phaero Nguyễn Văn Nhân có Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn và 38 Linh Mục. Tham dự Thánh lễ có bề trên các dòng tu, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và cộng đoàn dân chúa. Khi đoàn rước tiến lên gian cung thánh, linh mục du xe đổ quan khang đã đọc sắc lệnh của tòa thánh công bố năm thánh của Đan viện Cát Minh Sài Gòn. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 đến ngày 19 tháng 3 năm 2022. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y phê -rô dẫn đoạn tin mừng của Thánh Matthew tường thuật về truyền tin cho Thánh Du-xe. Đức Hồng Y chia sẻ, đây là đoạn tin mừng đầy đủ nhất về Thánh Du Xe, nhưng Ngài không nói một lời nào. Ngôn ngữ của Thánh Du Xe là thinh lặng. Chính trong thinh lặng mà Ngài đã nói rất nhiều qua sự lắng nghe. Nhờ thinh lặng, lắng nghe mà Thánh Du Xe đã đoán được ý Chúa, đưa Maria về chung sống dù mẹ đã mang thai, đưa Đức Giêsu và Đức Maria tới Ai Cập, đưa Đức Giêsu và Đức Maria về quê rồi lại đổi qua nơi khác. Thánh Du Xe còn nói qua sự lao động dưỡng nuôi đứng cứu thế. Đời sống của Ngài dù khiêm tốn, đơn sơ, lao động trong thinh lặng, nhưng không hề tầm thường. Khi Thiên Chúa chuẩn bị cho ơn cứu độ, Ngài đã chọn một tổ phụ từ ngàn năm trước và kết thúc ở Du xin giê -xu. Đứng cứu thế thuộc dòng dõi vua David. Kinh cầu Thánh Du Xe có 28 lời gẫm xin được giáo hội phê chuẩn. Một thầy trợ sĩ đã được phong chân phước là sư huynh Andre với lòng yêu mến Thánh Du đã xây dựng trung tâm hành hương Thánh Du Xe lớn nhất tại Canada, có tới 7 bàn thờ kính Thánh Du Xe đứng bảo trợ cho thiếu nhi, các đôi vợ chồng, các gia đình, các người lao động, các trinh nữ, những người tị nạn, những người lâm chung. Những vị Thánh có lòng tôn kính Thánh Du Xe như Alfonso Maria, Francisco de Sales, Geronimo, Bernardo. Để kết thúc, Đức Hồng Y phê nhắn nhủ với các nữ tu Thánh Teresa Avila được Thánh du -xe chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo và ngày 19 tháng 3 mỗi năm trong suốt 40 năm Ngài đã ban cho các thánh nữ được bột ơn theo ý cầu xin Hãy cầu xin với Thánh du -xe, với lòng tin chúng ta sẽ nhận được ơn hoa trái lớn lao Hãy đọc số 25 trong tông huấn của Thánh Giáo Hoàng Doan Phaolô thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 1989 Người bảo vệ đứng cứu chuộc hãy đến suy niệm trước ngôi mộ của mẹ Philome trong khuôn viên nhà dòng, nơi đã được Đức cha Jean Marie de Pierre ghi chú là nơi an nghỉ của một nữ tu mà suốt các năm trong đời sống tu trì đã nêu gương biết chạy đến với thánh Du Xe. Vào cuối thánh lễ, Linh Mục Du Xe đổ quan khang đã thay mặt các nữ tu đang viện các minh, cảm ơn Đức Hồng Y Ferro hai Đức Giám Mục Vinh Sơn và Emmanuel, các Linh Mục Đồng Tế, Bề trên các dòng tu, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa. Sau phép lành toàn xá của Đức Hồng y Ferro, thánh lễ đã kết thúc lúc 11 giờ bằng bài hát Tdum. Tin Caritas giáo phận Vinh trao gửi yêu thương từ chương trình gánh nhau trong đời. Sau lũ lụt miền Trung tháng 9 năm 2020. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, Caritas Giáo Phận Vinh nhận được gói tương trợ sẽ chia từ chương trình Gánh nhau trong đời do Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển trao. Sau hơn 3 tháng tiếp nhận dự án hỗ trợ, Caritas Vinh thực hiện cùng với tổ chức các giáo sứ đóng góp thêm phần mình, cũng như khởi sự tương thân tương ái từ các giáo phận, cùng nhau khởi sự công trình xây dựng nhà ở, tái thiết cuộc sống cho những hoàn cảnh khó nghèo ngày 15 và ngày 16 tháng 3 vừa qua, cha Francisco Nguyễn Văn Lượng, giám đốc cùng với ban Caritas Vinh đã nghiệm thu và trao nhà ở, máy nước sạch, con giống, cây trồng cho các gia đình. Cụ thể, hỗ trợ xây mới 26 căn nhà, 19 căn đã hoàn thành, 7 căn nhà còn đang thi công, lợp mái 3 căn nhà, lắp 3 máy nước sạch cho giáo sứ Cẩm Sơn, Mô Vĩnh, giáo họ Yên Hòa, thuộc giáo sứ Yên Lý trao bảy con bò trâu nuôi cho những hoàn cảnh đặc biệt khoan giếng lắp máy bơm nước trao con giống cây giống cho những gia đình thiệt hại nặng do lũ và sau lũ cùng thời gian đó gia đình bác ái xã hội vinh tuyết giáo phận xuân lộc đã hỗ trợ xây mới hoàn thành ba căn nhà thuộc diện gia đình nghèo và chưa có nhà ở niềm vui lẫn với những cảm xúc khác nhau đã thể hiện qua mỗi thành viên trong các gia đình khi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới các ân nhân, sự tương trợ của người thân, xóm làng và giáo xứ, bởi những hoàn cảnh kém may, không ngờ chính mình có được và được sống trong những căn nhà mới chất chứa yêu thương của biết bao người cộng tác về tinh thần cũng như vật chất và công sức để tạo nên những mái ấm thực sự cho riêng họ, có an cư mới lạc nghiệp, ngôi nhà tạo nên cảm giác an tâm cho những mảnh đời bất hạnh. Những mất mát bởi thiên tai đi qua lại được gieo mầm bởi tình yêu và niềm hy vọng của tình người. Xin tri ân quý ân nhân qua chương trình Gánh nhau trong đời. Cách riêng tri ân Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tạo nên kỳ tích cho những mảnh đời cần được tương trợ và những đơn vị giáo xứ có nước sạch, nước sinh hoạt để sử dụng. Một điểm tin xã hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.